Tại buổi lễ giao nhận con nuôi cho 91 gia đình các nước châu Âu do Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhiều em bé tầm từ 3 đến 6 tuổi cười giòn tan khi chơi đồ chơi cùng với cha mẹ nuôi người nước ngoài. Có em còn ôm lấy cha mẹ như đã thân quen từ bao giờ. Bên cạnh đó vẫn có em bé còn lạ lắm khóc dù các cha mẹ nuôi đang cố gắng tìm đủ cách để dỗ dành. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, ở Việt Nam, nuôi con nuôi là một trong những hình thức chăm sóc thay thế, thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, được chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Vì nhiều lý do khác nhau, trong xã hội vẫn còn một số lượng trẻ em nhất định chưa được chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường gia đình. Việc tìm cho trẻ em một mái ấm gia đình thay thế phù hợp là rất cần thiết để các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nuôi, tạo cơ hội và điều kiện cho các cháu được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho xã hội. Theo thống kê, hàng năm có hàng ngàn trẻ em kém may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt đã tìm được mái ấm gia đình thay thế cả ở trong nước và nước ngoài. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều trường hợp đã hoàn thành thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền, nhưng vì tình hình dịch bệnh, cha mẹ nuôi ở nước ngoài không thể tới Việt Nam để hoàn tất thủ tục bàn giao trẻ em theo quy định. Trong năm 2021, Bộ Tư pháp đã chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh thành phố có liên quan, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán một số nước châu Âu tại Việt Nam đã trao đổi thống nhất kế hoạch tổ chức đón các gia đình cha mẹ nuôi vào Việt Nam để giao nhận con nuôi. Thứ trưởng Mai Lương Khôi gửi lời cảm ơn đến các cha mẹ nuôi đã vượt hàng ngàn cây số trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để đến Việt Nam đón nhận các cháu về với gia đình mình và mang đến cho các cháu một mái ấm đầy tình thương, điều mà các cháu đang thiếu vắng và mong chờ. Gia đình chị Ốt Monica, công dân nước Đức, tỏ ra vô cùng hạnh phúc với bé trai 3 tuổi mà chị nhận nuôi. Chị cho biết hai vợ chồng chị là bác sĩ nhi khoa, dù đã có 3 người con đẻ rồi, nhưng chị vẫn muốn gia đình đông con, nên hai vợ chồng chị quyết định nhận nuôi thêm một cháu bé Việt Nam. Trải qua chặng đường 3 dài, chị mới đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh để đón bé. Điều chị rất bất ngờ khi con không tỏ ra lạ lẫm mà hồn nhiên cùng chơi đùa với mẹ. Chị xem đây như là mối nhân duyên, là sợi dây kết nối của hai mẹ con. Trong số những cha mẹ nước ngoài, có vợ chồng anh Antonio và chị Nguyễn Thị Hoài Thu là Việt Kiều Na Uy. Hai anh chị đã cưới nhau được 14 năm nhưng không có con. 6 năm về trước, cả hai vợ chồng anh chị đã bắt đầu liên hệ các tổ chức đi tìm nhận nuôi con nuôi. Sau chặng bay đường dài, hôm nay ngày đầu tiên được làm cha của bé trai 4 tuổi, anh cảm thấy rất sung sướng. Biết sẽ lo lắng nhiều, nhưng vợ chồng anh tin tưởng rằng gia đình mình sẽ có một mái ấm trọn vẹn, tràn ngập yêu thương. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.